Một bên là núi, một bên là biển. Đó là cung đường Phạm Văn Đồng, một trong những cửa ngõ phía bắc thành phố Nha Trang. Rất nhiều vị trí trên cung đường đèo trở thành điểm check-in cực kỳ chill, theo như cách nói của giới trẻ. Nhưng sáng ngày 7 tháng 10, một sự cố xảy ra ngay tại nơi này. Khi mải mê chụp ảnh đón bình minh, một cô gái đã trượt chân xuống vực sâu, bị chấn thương. Bức ảnh này chụp lại hiện trường tai nạn, khiến nhiều người giật mình. Ở đây giống như là nó không có cái vật cản lại, hàng rào hay là gì chắc chắn lắm, hay là nó cũng không an toàn lắm. Sau sự cố tai nạn khi chụp ảnh ở đường đèo Phạm Văn Đồng bên biển Nha Trang, nhiều người có dè chừng hơn, song sáng sớm hoặc chiều tối vẫn có hàng trăm người đến nơi này. Không có rào chắn, bên dưới là vực sâu, lùi một hai bước chân để có bức ảnh ưng ý, không ai lường hết chuyện gì xảy ra. Sâu của nó, với lại đá nữa, với biển nữa, xuống đó thì sóng nó đập rồi thôi, cho nên cẩn thận xíu, chứ còn giới trẻ giờ nó đang thích mà. Thời gian qua, tại nhiều điểm đến trên cả nước, không ít trường hợp tai nạn xảy ra khi mải mê chụp ảnh mà bỏ qua mối nguy mất an toàn, nhất là ở những điểm check-in trên ven trên đồi núi. Luôn luôn bị cuốn theo mà những cái hình ảnh, những cái phim ảnh mà các bạn đã say mê lúc mà bước đi hay diễn đồ, tất cả các bạn không có thể nào mà tập trung nhìn được xung quanh đó là cái gì. Đã có những biển báo như thế này, nhưng dường như nhiều người vẫn dễ dàng quên đi rủi ro. Mải mê chụp ảnh với khát khao có được những bức ảnh ảo diệu. Nhưng lắm lúc, ảnh ảo diệu chưa thấy đâu thì rủi ro đã là thật.